mừng quý khách đến với siêu thị Hải Minh. Với phương châm sản phẩm chính hãng, dịch vụ linh hoạt, siêu thị Hải Minh luôn mang đến cho quý khách các sản phẩm chính hãng với giá tốt nhất và đảm bảo giao hàng tận nơi. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời quý khách truy cập website siêu thị hải minh.vn hoặc siêu thị điện máy chính hãng.vn. Sau đây thì Hải Minh xin giới thiệu máy cắt gạch D7 1000 của công ty Hải Minh. Máy D7 nhé, D7 1000 nhé, cắt gạch được một cắt gạch 1000 được bạn nhé. Mắt chạy điện. Cái này nó chưa vào, anh nhấc gạch lên anh nhờ thế. Cái này nó chưa vào, nó chưa vào chốt này, em nhấc lên lấy nó. Ở đây nó có một cái chốt. Nó vào đây. Ở cái bên bơm này chưa có này. Được đấy, là cắt được đấy, cắt ngắn này, cắt được đấy. Radio. Đây là máy cắt gạch D7 1000 của công ty Hải Minh. Nay thì công ty bàn giao máy ở nhà máy sản xuất điện thoại Vin Smart. Máy về trước, máy bơm ngắm sau này còn hơn nữa. Mà bác phải kiếm cái livo nữa, để căn ở dưới. Máy có thể tắt được ngoài nhé, ngoài 45 độ. Rồi, anh cắm vào cái máy bơm. Cắm vào cái máy bơm này. Anh bơm mặt máy. Máy bơm ạ. Đây nó chảy hết xuống cái máng này. Xong rồi mình xóa này ở dưới này. Vào bình thì nước nó bẩn, nó tắc máy bơm. Có đầu cởi khóa rồi mà. Để biết thêm thông tin chi tiết về máy thì các bạn truy cập trang siêu thị điện máy chính hãng hoặc là siêu thị Hải Minh.vn để biết thêm thông tin về máy hoặc là gọi điện để các bạn kinh doanh tư vấn và cụ thể hơn về các loại dòng máy nhé. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty số địa chỉ là số 1 ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Hà Nội các bạn. Để cắn video rồi sau đây thì video hướng dẫn máy cắt gạch D7 1000 của công ty
thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Minh đến nơi tạm dừng. Chào các bạn.